Thằng đầu cá nào là thằng nào đâu? Đầu cá là thằng nào vậy? Thằng đầu cá đứng trong khu này hết anh trai. Rồi nào lục cốp ta kỳ vậy? Cái lục cốp gì lên đây thử. Vậy nào lục cốp người ta kỳ vậy? Lục tại nhà của tụi mày luôn nè. Tụi tao đang đứng nói chuyện đàng hoàng. Trời đi ơi, ra đi lại lục. Mày là ai? Con bé này là ai đây? Con hả chú? Ừ. Con là quét nhà lau nhà. Rồi té khác chơi. Ở chỗ người lớn đàn ông nói chuyện. Đúng rồi. Lui. Ơi đàn ông đàn bà gì chú ơi. Mặc nguyên cái bộ đồ quỷ đỏ luôn kìa. Mặt nạ quỷ đỏ luôn. Tụi tao qua đây hôm nay á. Mà mày biết mục đích là gì không? Mày bị điếc hả thằng? Nói đi. Tao nói mày phải nghe, mày nghe tao mới nói với mày phải lên tiếng, người ta biết mày còn nghe, ai biết mày đứng đó mày mơ hồ chuyện gì sao? Mày tin tao đúng không? Nghe anh trai lại bảo là đốt vào mồm. Anh lớn thì hay có mấy cái chuyện đó xảy ra đó anh trai ơi. Lớn nào, tao nếu phải ăn lớn cặt dễ đó. Mày khinh thường người tao cái gì, tao tới đây nói chuyện vui vẻ mày khinh thường đúng không? Khinh thường đâu trai, chill man. Hey, shut the fuck up boy, fuck out here man. Đó, thằng nào vậy? Là anh trai đó đi. Lô anh em đâu rồi? Đây giờ sau anh em tao mà giao hàng lên đây á. Khu nhà BBDC lấy 3.000 một thùng nữa thì đừng có cắt của tao nha. Đọc ông môi bên cho. Tại sao quá. Ông ấy tui que chỗ. Ý là anh biết nhà BBDC mà. Ok ok. Ủa mấy anh bạn. Mấy anh bạn thu không anh tui. Ăn là nào? Tao không biết ăn mày là ai hết. Ok chưa? Nhưng mà tụi tao lên đây. Tụi tao có thu mày nhiều không? Mấy nó có thu mày bao nhiêu tiền? Thu một thùng, ở đây đi có thằng nào thu của tụi anh 3.000 cả. Đó, anh thằng đầu cá thu. Đầu cá nào mà thu của tụi anh 3.000, chặt cái đầu em rớt đi. Cái đầu em rớt hả? Chạy nghe nó vừa chặt đầu luôn kìa. Tao chưa muốn đổ máu ngay bây giờ đâu. Sao? Sao là sao? Chào tao à. Sao là sao? Ở đây tao nói chuyện rõ ràng. Ở bên người bên tao đi có ai đi thu tụi bay 3.000 hết. Sao là sao? Thằng nào lớn? Thằng nào lớn? Sao là sao? Do something man. Tao bẩn lên đây. Đừng tay nghe cái ta. Tao bẩn lên đây. Mày, bên nó nói tiếng Anh. Nhiều quá, độ trắng. Bên nó nói tiếng Anh ác gì. Trời, anh trai muốn với anh trai vô vấn đề rồi mày. Trời, tụi tao vậy nói vậy thôi. Hôm qua tụi mày cũng ngồi đi tìm người tao, nghe nói giang hồ đồn mày đi tìm người tao các kiểu mà đúng không? Nay nay rén như vậy. Ai nói gì hết vậy? Giang hồ này. Ai đồn trai vậy? Trời. Ai đồn vậy? Trời ơi, tụi tao có nhiều tai tiếng lên tai, tai mắt cũng nghe ngóng lắm. Nghĩ cái thành phố này chỉ có như vậy thôi hả? Đâu, nó móc súng. Nó móc súng. Trời ơi, nó hỏi muốn gì kìa anh em. Không lẽ bao nhiêu người đây, có bao nhiêu con người đây mà mình làm gì thế này thì bậy bạ quá đúng không? Đúng rồi. Một cuộc hẹn đi. Mà nói thẳng là muốn lụm thù bay á. Làm dữ chưa? Mấy anh căng vậy. Căng thẳng quá. Hò. Vậy thì lụm như thế nào? Lụm như thế nào? Cuộc hẹn như thế nào đó? Nó là sao bắn nó cũng đâu làm tụi mình đâu. Mọi người ở đây luôn thì sao tụi mày nghĩ? Mọi người nhìn cái bộ đông rồi. Ở đây bao nhiêu người? Nếu mày kèm thấy lụm được ở đây, mày để cho cái danh của Red Evil nó được mạnh lên và nó hân hoang suốt mấy lâu này thì mày ăn cứ việc. Đâu đâu là cái Red Evil của tụi anh á, nó vĩ đại lắm. Không thể nào mà diễm mày nhóc ác đứng đây có 7 thằng được. Tụi tao đâu có nói mày. Là tụi tao sẽ lụm mày ở đây. Ý là tụi tao đang hỏi ý kiến mày, nếu như tụi tao lụm mày ở đây thì sao? Ý là mày, tao thấy mày cũng hiểu chuyện á. Tụi tao tới đây để làm lồn gì, để tụi tao còn lời xin lỗi tụi mày mà hôm qua đến giờ tụi mày vẫn có phủ nhận điều đó. Đúng không? Tôi muốn một cuộc chiến cuối cùng. Một cuộc chiến, không có cuộc chiến là cuộc chiến cuối cùng hết. Tao nói với mày nghe là có người nằm xuống là có người tiếp bước. Nếu có cuộc chiến là cuối cùng hết, mày hiểu không? Cuối cùng thì giải quyết cái mâu thuẫn này. Còn cái mâu thuẫn tiếp theo như thế nào? Sao? Ủa? Không lẽ tụi tao đúng rồi, tụi tao phải đi bắn với tụi mày xong cuối cùng rồi tụi tao bị thiệt, xong cuối cùng tụi tao vẫn phải chịu thiệt à? Người ta kia mày nói với mấy anh kia là ây đủ má mày lụm Redivore lên khu thì tao giao cho tao lụm một thùng mà lụm 3.000 thùng. Ủa cuộc chiến nó kéo dài để làm cái gì? Thế tụi anh muốn gì? Không biết thằng này có vấn đề gì nghe hiểu không?
Tao muốn một lời xin lỗi, ok chưa? Lời xin lỗi. Quan trọng là mày sai cái gì để xin lỗi nè anh trai. Thì tao nói rồi đó, thằng đầu cá bên mày thu của tụi tao một thùng, thu của tụi tao 3 ngàn nhớ tao lộn. Thu của bên tụi tôi một thùng. Tại vì có từ đó. Chết rồi, lộn rồi, lộn rồi, chết rồi. Điều đó để xảy ra. Ai. Lại nói với tụi tôi là. Ai. Thì tụi tôi cũng không đồng ý việc đó xảy ra. Việc đấy xảy ra. Và ok, thì tụi tao thu tụi mày một thùng luôn á. Anh cậu biết vô dụng nữa, sao follow em nha. Sao tụi mày nhận là bên mày không có thằng đầu cá nào thu? Không có thằng đầu cá. Tại vì bên tôi không có thằng đầu cá. Thằng nào đứng trong đây, nhà tụi mày mà dám thu ở đây, tụi mày đồ mày giỡn hay sao vậy? Nhà tụi mày là cái chỗ vườn không, nhà trống hả? Ai tức tới đái, đái, ỉa mãi về hả? Ở đây không có thằng nào đầu cá hết á, anh trai ơi. Anh sống với chuyện khác thì chứ. Mày điên, quan tưởng. Tôi kéo hết anh em tao lên đây để nói chuyện sầm lồn với tụi mày sao? Điên, quan tưởng. Ai thu anh? Đầu cá hả? Hay là nó thu đàn em của anh? Thu em, anh em của tao. Kêu nó gãi chuyện đi. Còn một chút xíu mà chưa. Đầu cá có ở đây không? Có, tụi đồ tiếp ở trên đồ nha. Anh cứ kêu anh em ra, anh nó kể cho anh thôi. Rồi, thằng ấy đâu rồi? Tèo đâu? Đây. Ủa? Em kể tụi nó nghe lại coi, thằng đầu cá nó làm gì em đây đây? Thì hôm tao vô đây giao. Có thằng đứng ngoài đường đó, có thằng nó ra. Nó bịt kín mít mặt à, tao không biết ai hết trơn á. Vô kêu thu tao 3 ngàn, không thì một tụng. Tao không đưa thì tao chạy ra thì nó bắn xe tao. Trời. Ừ. Chứ nhà tao mày mà, ở kìa. Quá. Để bây giờ tao đi kiếm. Lẽ giờ tao đi kiếm mấy người khác, không phải trong nhà của tụi mày, tao đi kiếm người khác ngoài đường kêu ở đủ mày thu bảo kê này nọ hả? Tự nhiên trên đây tụi tao mới lên đây chứ không tao lên đây làm gì? Không có một cái thằng đầu ké nào ở đây hết, anh trai à. Sự nói thì cho mày nghe, tụi tao cũng tìm hiểu rồi. Tao cũng thấy thằng đầu cá hay lại nhảy ở đây lắm. Nhảy qua lại đây đồ, để xe ra xe vô lắm. Rồi nhận đi. Em đấy. Thôi, nếu như tụi mày nói tụi mày không có đầu cá đi. Ok, vậy tụi tao sẽ cứ quần con này cho đến khi nào tao tìm ra thằng đó thì thôi. Khi nào mà anh trai tìm ra đúng cái thằng đầu ké đó. Nhưng mà tụi tao quăng mà nói nhiều lắm nha. Chừng nào có bà lá chứ gì em xung đột. Chứ nào có bà lá đúng không mày biết mà. Chà nó đầu cá thì mấy mốt anh trai gặp nó anh trai bắt lại. Anh tao mình chưa xin lỗi đó. Thằng nào? Ai nữa mày biết vậy? Nhưng mà mày biết sao không? Cơ bản là ai biết đâu trong đám tụi mày cái thằng đầu cá đứng đây mà nó không đeo cái đầu cá nữa thì sao? Đúng không? Biết đâu là thằng đầu hồng này. Thằng áo đỏ Nike á. Là khứa già già râu bạc râu ria ria sau kìa ai biết được. Rồi hãy sắp chết đói rồi. Mình có đoạn không anh đâu. Nói mày luôn rồi sao bạn hả? Đúng không? Chiều mẹ. Ai biết được tụi mày sao? Mập. Có đoạn không? Anh già, già rồi thì nên đi ngủ đi. Đây chuyện mày, con cháu. Tâm mày, ờ, cũng đây đây. Nhìn qua bên trái anh thấy chiếc xe màu đỏ không? Hỏi luôn nha. Nó đề cam. Tao buồn đái quá. Nó đề cam chứ còn màu nâu lắm. Anh thấy hả? Anh còn đồ ăn không? Còn em, anh mới mua một combo. Chờ cho em tí, em sắp chết đói rồi. Ghê mày. Mày nghe người ta nói kìa. Đó còn ăn được nha. Còn gắt mà. Tụi nó đi hết trơn rồi, từ từ để tí. Để chưa lấy pizza dưới cho anh. Đây đây đây, để mày. Em kêu mọi người, em kêu mọi người. Cảm ơn khen đã theo dõi. Đã follow em nha. Vấn đề gì hả bro? Any problem here man? The fuck up bro? Cảm ơn anh Kui đã follow em nha. Đồ trắng nó hơi nhiều quá. Cảm ơn bú trước mèo đã follow em nha. Má là căng thẳng cái gì đấy? Đấy quá mẹ, chị dễ cái mẹ. Cảm ơn Nhi bị lừa nó follow em nha. Tôi có
cái ý tưởng này cho mấy anh nè. Hả? Tưởng gì? Cảm ơn anh Vô gì đó, hello em nha. Bên anh có con gà nào gà sáp với tôi, bắt co. Có tao nè. Gà đây. Rồi, ra bán rồi. Sao mà ăn cơm hen đi cơ. Nè, muốn tay đôi đúng không? Muốn tay đôi đúng không? Nhiều rồi, nhiều rồi, dạng là hết đi, dạng là hết đi. Tạo lại dạng ra, dạng ra, dạng ra. Thì tôi không có đánh theo được cái lối đánh của tụi anh thôi chứ. Ừ. Anh được cười. Để lên cái nó bự ra. Để lên cái nó bự. Ừ. Để lên cái nó bự rồi. Vậy giờ bên tụi mày có nào, có nào cắm đánh không đi tay tao không? Rồi, đợi anh em tôi ra. Thằng Kèo nói to lên. Hả? Hay là đưa thằng Dodo ra. Tại sao giờ tao phải muốn phi tai đúng không? Ray Mysterio à? Cũng là em, rồi, anh trong mày ơi, em tin anh. Rồi, ok. Rồi, mày có thể đứng qua bên kia, tao đứng qua bên này rồi. Bao giờ ai thằng đầu nổi trắng là đếm 1, 2, 3, tao phải đứng. Thằng đồ trắng mày đếm cho to nha, thằng đồ trắng. Đếm cho to lên. Mày đếm cho to lên nha. Rồi đếm nè mẹ. Kêu đồ trắng nó chạy vô lề luôn rồi, đúng rồi đó. Đây. Má khổ quá. Tôi lâu quýnh lộn mà anh tí ơi. Hồi xưa anh trong 10 là tay đấm số 1 hoặc phố cục á. Mà không biết có lực mạnh không. Dạ, bắn cho mình. Sao làm sao em tin anh Tâm Mì. Cố lên anh Tâm Mì ơi, cố lên. Hay. Trời ơi, đắp 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 đắp. Hay Tâm Mì ơi. Trời ơi, ôi giời ơi, ôi giời. Trời ơi, Tâm Mì ơi. Để em vô, Chết rồi. PO3. PO3. Đẩy em, mấy này đẩy em. Thôi vô để nhâm đen. Tao, mày biết không? Kiếm kèo gió thật tôi đánh anh em. Đây nè, tôi để em tin tôi. Đánh boxing để em nha, Không có đánh boxing, để phi tài à, không đánh boxing đâu. Đánh boxing tốt thời gian lắm. Anh Tâm Mì giờ lục nghề rồi. Đánh boxing không có tốn thời gian nha. Tốn thời gian. Cố lên, cố lên anh Đen ơi. Tâm Mì tối nay có không có vô Việt Nam. Ây da, ái cho ta. Hay. Quay lại. Hay quá. 10 điểm. Nấu ao. Ê, như cái pha đó anh đấm một đấm. Cố lên anh cáo ơi, cố lên anh cáo, cố lên. Còn ai không? Cố lên tụi em cáo anh. Đưa em cái bằng đất em. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Thất bại Phan Mô. Tôi nhìn cái bé nghe giấm trên cuối nè. Trời ơi. Hết luôn rồi. Rồi đếm lẹ đi. Có rồi bánh quy. Cố lên. Đấm. Hay. Ây da, hay. Một đấm nữa, Ôi dồi. Ôi dồi. Trời ơi. Mình chơi đồ. Để em gỡ cho em khỏi chơi đồ, chắc cấm gì anh trai. Thua rồi chắc cấm gì anh trai. Hai ấy. Công an lên tết thôi gì đâu, tết bên anh luôn được. Để em chấp nữa. Công an là ai vậy? Ai quấn được khang, quấn lên. Lên đây. Quê vả miệng tí. Tao đâu biết công an. Để mày dánh tới tấp luôn hiểu không nè. Quấn nào là cũng nó té, đừng quấn nữa, chạy cảm giác lại gần đập một cái luôn. Quấn không bị thố quá, chứ không nó dính lại để quấn mình được hiểu không? Ok. Rồi cho khang quấn đi.
Mà sao mấy anh trai sao mấy hiệp mấy anh trai muốn tiếp tục hay sao? Tiếp đi, tiếp đi, nói nhiều quá, tiếp đi. Ờ đây cho tôi nói chuyện với mấy anh trai tí được không? Rồi, nói đi. Đâu? Giải bài đi em trai. Bây giờ nè, thằng nào nói thằng đầu cá thu tiền bao kê thì ra mặt coi với đầu cá luôn. Được chưa? Trời ơi, tôi có một con cho cái đầu cá. Ê, không, mấy anh nghe nói quê. Tôi nói với mấy anh á là cái thằng đầu cá, mấy anh nói là thằng đó thu bảo kê thì cho thằng đó ra bật co, chứ tôi không có nói là thằng đầu cá thu bảo kê mấy anh. Đó xem có bảo kê không mày. Vậy sao nãy mày nói lên mày đấy. Hai nhầm tí nhầm tí. Không lắm mà nó khai đúng rồi. Đâu đứng ở đây? Tại sao đứng ở đây? Thì nó đi ngang thì nó thấy thôi. Tao fuck mẹ. Con nào đầu cá trong kìa. Rồi giờ nãy thằng nào thu bỏ kem đầu cá rồi đó. Tèo. Đâu bước ở đây. Đây. Anh em về, anh em cho chú Tèo lên, em về cho chú Tèo lên. Cố lên anh Tèo ơi, cố lên nha. Ngồi hết sức kìa. Anh sớm vậy nè. Chạy luôn, chạy đi chơi. Buồn quá. Đi đi, chỗ lại nghe mình bú tập tới không luôn. Bố đi anh em, có gì rồi, anh em ảo đập đánh tụi nó luôn. Khoan từ từ đi. Thua là vô đánh tụi nó luôn nha. Thua là đánh tụi nó luôn. Thua là anh em bu vô đập. Cho em bị scare, cho em bị scare. Tao nè cái chân không, nhưng mà anh ầu vô cái chân nó bắn á. Nó bắn một bắn lại bên mình đông rồi. Bắn đâu đấm thôi. Đấm thôi. Tèo mà đấm thua là anh em mình vô đấm đầu cá luôn. Mày à, wow. Cúc mày Chạy không có chìa khóa, không có chìa khóa. Bên mình dậy hết chưa? Nhưng mà đủ xe, hiểu không? Bên mình dậy hết chưa? Thằng LC đánh xe gần lại Tèo kìa, tao bế lên cho. Thằng Tèo sắp tỉnh rồi đi. Đây, xe bốn đưa đây, để tôi cho anh tí đây nè. Bắt thằng cá về. Bắt thằng cá về. Hài hát luôn đó. Một người quýnh thôi.
Quýnh kìa, quýnh kìa, hài ác luôn á. Bắt đầu cá thôi, bắt đầu cá thôi. Để tao bắt nó về. Lên nhanh nha, nó tỉnh lại đó. Bỏ cướp thì coi em không chưa cướp luôn, để cho em xong bị chạy mình. Em chị đâu rồi? Hài ác luôn á. Đây, về, đâu ra, đâu ra. Chị ơi. Ta con bò nó đi. Lại đi, lại đi, lại đi. Rồi, đi. Ủa sao còn cá vậy? Không có cá vô. Cuộc chiến không hồi kết. Đi ra tao chở thằng đầu cá qua nhà nha. Chở đi, chở đi. Rút hết anh em đi. Rút hết. Không có để sót ai nha, mình bắt cái thằng này nó để không để sót ai nha. Không có nào, không có nào. Rồi, đi đi lẹ. Lẹ đi đi mấy lồn ơi, đừng quấn nữa. Đi đi. Em xin chưa tỉnh ra. Lẹ đi. Dắt lên xe, dắt lên xe đi. Trời ơi, lên xe đi mấy chú ơi. Chạy đi. Xe đi full rồi thì chạy đi. Lẹ quấn quá trời. Chạy đi, chạy đi. Con ngồi với mình cảm ơn. Đi hết rồi. Còn thiếu hai à? Con nhỏ nữa, con quýnh nữa kìa. Má. Đi về nhà đi, chạy nó đi. Thôi rồi, chạy đi, không cần quýnh nữa. Chỉ là không sót anh em nha. Chạy, ớt kìa. Chưa có đủ level để làm đấy. Lên xe rồi, leo. Level 16 rồi. Dạ nha. Đọc lại Lost and Toys gì kia mà. Đọc lại Lost and Toys. Chạy. Ngồi vui, đi ngồi vui. Đi ngồi vui, đi ngồi vui. Không cái lò phá vậy. Anh em đang lâu vậy nó chơi thế giới ngầm hoặc là nó chơi game khác. Má bú đồ rồi đánh nó khỏi chạy luôn á. Má tao liệt đấm ba đó mà thua thằng kia nữa chứ. Tao đấm ba đấm rồi, một đấm nó lẫn mất rồi. Quýnh em nè, quýnh Huy ơi. Má anh bú đồ lên thằng kia, nó đéo chạy được luôn mà. Nó cứ chạy là anh đánh nó tới chốt. Khổ mà solo thì không, nó không có cần đánh rồi. Má nó được bút. Solo bút xinh á. Đúng rồi. Nào anh thử đấm em cái này. Rồi, cho mang bếp đi, Anh em giờ mình tra hỏi anh tàu cá này coi nó làm gì. Đúng. Ai bắn vậy? Em bắn mày với anh Dương tôi cổ tông cửa. Cứ vậy không? À, đang bắt con cá nè. để tao nhúng nước nó cho nó tỉnh. Nó thiếu oxy, nó thiếu. Để tao nhận nước. Nhúng đó. Nước nó, nhúng nước đó, nó bị thiếu nước. Nó lên bờ rồi. Rồi có nước rồi, tí từ từ nó khỏe lại à. Rồi nó tỉnh rồi, nó đủ oxy rồi. Mặt đó. Nó là cá phải có nước nó mới sống được. Dạ mày. Đừng cái chỉ súng. Đừng chỉ súng nè. Đúng rồi. Vậy đây. Để tao rồi. Coi người nó có súng không anh? Coi người nó có súng không? Nó có súng nó cũng đâu làm được gì đâu. Nó không dám làm gì đâu. Không, lấy gì nó được, nó không dám làm đâu. Kệ nó. Thôi đừng ném vậy nó. Đừng. Đừng đâm nó. Đồ má, thằng đầu chọc này đeo mặt nạ cá, dám thu anh em tao 3.000 một phục hả mày? Em chứ không nói rõ mà. Mọi người thế. Cái to lên xem mà. Đúng. Nghe đó. Em cười với liền thế. Em không có thu, nhưng mà mọi người nói cho em biết mọi người nghĩ một thằng mang đầu cá thu mọi người khi nào không? Không anh ơi.
Kìa thằng nào bị thu kìa, tao nói chuyện với nó đi. Đây 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 đây, đây tao nè, tao nè, mày hỏi gì hỏi lại tao mới tới. Mày nói thằng đầu cá thu tiền bảo kê mày á? Đúng rồi, tao là bị thu nè. Sao? Lúc nào mấy giờ? Sao tao nhớ được mày, chẳng lẽ tao bị thu bảo kê đâu, tao lấy đồng hồ ra tao coi. Mày đùa tao à? Ngày mấy? Khó chịu. Mày đùa tao à? Lại trò mấy giờ, mấy phút mấy giây nữa hả? Chờ con nít ra. Nếu mà nó thăng thì tụi không có làm á. Tụi không có làm á. Cánh không phi vào. Thì lúc đầu anh em của mày nói là ở bên tụi bay nếu có con nào là độc cá hết. Nhưng mà sao lúc nãy thấy mày xuất hiện ở đó là sao ta? Câu xì không chị? Tao cần câu trả lời á. Cái mặt nạ này hồi nãy em đi câu cá về á, em có ghé qua cái tiệm tạp hóa 9 giờ cánh, em mua trước cái rồi, mặt nạ này giá cái mặt nạ là 150 ạ. Em nghĩ là ai cũng có thể mua được. Chẳng lấy trùng hợp vậy, chẳng lấy tụi tao đổ quan cho mày à? Em bây giờ nói cái trùng hợp này thì cũng không đổ được, cái đầu mà nói không ha. Thì cũng không mới được. Ở bên khu nhà nói nè, mày có phải bên BBTC không? Đúng. Mày đúng không? Đúng rồi. Thì vậy thì là mày thu tụi tao rồi, chỉ có mày mới dám đứng ngay mảnh đất của tụi mày thu người ta thôi. Chứ người lạ thì làm sao mà người ta dám đứng được? Đúng không? Em nói thẳng là em không có làm. Là mày không có làm đúng không? Đúng rồi. Okay. Ý mày là tụi tao nó dốc đúng không? Vậy thì có nghĩa là bên tụi mày quản lý nhà của tụi mày. Cảm ơn mọi người đã follow em nha. Không hết. Để cho người lạ người ta vô, người ta thu này thu kia giả danh tụi mày thu. Mà tụi mày còn chưa biết nữa chứ. Mà tụi mày còn không biết nữa. Em thì em ngủ ngày 8 tiếng rồi em đi câu 10 tiếng rồi em đi chơi game 2 tiếng rồi em về nhà 1 tiếng rồi cái đó em không biết. Giờ vấn đề là phải nói lại với leader tụi bay đúng không, là nhà tụi mày ai muốn vô vô đúng không, ai muốn thu thì thu đúng không, hay sao? Nếu mà anh nói vậy thì anh nói chuyện với leader của em chưa? Anh nói em rồi, em về nói lại với leader em nó cũng không có gì. Bây giờ mày nói với leader của tụi mày vậy nè, là tụi mày coi kỹ cái khu với cái nhà của tụi mày lại. Đừng để những người khác giả danh của tụi mày để mà đi thu bổ kê làm những cái điều mà dơ bẩn, hiểu không? Sẽ ảnh hưởng tới danh cái gì gọi là cái tên của tụi mày đó, tụi mày hiểu chưa? Ông ơi. Hiểu những gì tao nói chưa? Rồi. Thì tao chỉ cần vậy thôi, mày về đi. Tụi tao hết chuyện với mày rồi, mày không làm gì thôi. Nè, đưa có xe máy nè, cho chạy về nè. Vậy thôi. Los Santos là thế giới động vật, có mau phát nè. Có cái đầu cá nè. Lùm hết. Sau nãy... Tao có thằng cá lắm á chứ. Sau nãy 1v15 kinh vậy. Hả? Sau nãy 1v15 kinh vậy, 1-1 là em thắng rồi mà. Thì mày thắng rồi nhưng mà anh em tụi đông. Đúng rồi. Có nghĩa là tụi mày cũng mạnh á. Tụi mày cũng mạnh á, nhưng mà anh em tụi đông. Anh tao hỏi yếu nhưng mà anh em tụi đông. Chất lượng hơn số lượng à. Dạ. Đúng. Chỗ bãi nước miếng thì đâu có xin dê nhưng mà 30 bãi, 100 bãi là khác đúng không? Đúng rồi. Cho mày bơi đi luôn được. Đưa xe trở về đây, có gì về báo leader mày lại vậy nha. Rồi. Bye bye mọi người nha.